Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, phiên bản mới Vấn Đỉnh Luân Phong, Huyền Ảnh Côn Lôn, Phong Lôi Thiên Vũ, Thức Tỉnh Môn Phái Côn Lôn, Kiếm Trận Khống Chế, Bạo Phát Sát Thương. Mùa 8 Trục Lộc Chiến, Liên Minh Hội Tụ, Tranh Đoạt Tài Nguyên. Ngoài trang mới, Tuấn Đình Long Hải, diện mạo uy vũ, sang trọng quý phái. Ngoại trang mới, Tàn Như Cầu Bảo, trang phục Tây Vực, kiều diễm kiêu sa. Thú cưỡi mới, Vọng Thư Họa Khả, xa giá nổi bật, hiệp lữ sánh đôi. Thú cưỡi mới, Nhật Hoàng Hùng Miêu, gấu trúc đáng yêu, nhà nhà đều thích. Hàng loạt ngoại trang vũ khí, cánh, gia cụ mới, xinh đẹp độc đáo, thăng hạng nhan sắc. Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, chiếm ngay tại App Store và Google Play.